chúng ta sẽ học bài viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân. 144. Ví dụ viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm, ta có 6m, 4dm, bao nhiêu mét. Cách làm ta sẽ trước tiên là đổi cái chỗ này ra thành số cái số thập phân, thành hỗn số, sau đó đổi hỗn số đó thành số thập phân. Thì 6m, 4dm chính bằng 6 4/10 của mét, vì 4dm chính bằng 0,4 mét. Cho nên 0,4 đấy chính là 4/10 đúng không? Sẽ bằng 6,4 mét. 4/10 thì là cái phần thập phân của nó sẽ là một chữ số thôi, phần 10 đúng không? Một chữ số thôi là 4 luôn đúng không? Như vậy 6m 4dm sẽ bằng 6,4 mét. Bài 2 viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm. 3m 5cm bằng bao nhiêu mét? 3m 5cm sẽ bằng 3. 3m thì sẽ đổi ra mét thì cái 3 nó vẫn là phần nguyên đúng không? 3 nó sẽ là nguyên, là phần nguyên. Và phần thập phân nó sẽ là đây. Đây, cái 5cm này nó sẽ chuyển thành phần thập phân. 5cm thì ta thấy là 1. 1m bằng 100cm. Cho nên là 5cm thì đổi ra mét thì nó sẽ là bằng 5/100m. Và 5/100m thì đây ta sẽ viết ra. Thì 5 nó sẽ là thuộc phần trăm, đúng không? Thuộc hàng phần trăm. Như vậy ta bằng 3,05m. Vậy 3m 5cm bằng 3,05m. Ta sẽ làm bài tập 1. Bài 1, viết số thích hợp. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm. Ta có ý A. 8m 6dm bằng bao nhiêu mét? Ta phải đổi giống như cách làm ở trên ví dụ này. Ta thấy là 8m 6dm thì sẽ bằng phần nguyên sẽ là 8, và 6 phần 1m thì bằng 10dm. Cho nên là chỗ này 6dm chuyển sang mét sẽ là bằng 6/10 mét. Và 8 6/10 chính là 8,6 mét. Và chỗ này ta sẽ điền là 8,6. Ý B. 2dm 2cm sẽ bằng 2. Đổ ra dm thì sẽ bằng 2. Và từ mét dm sang cm thì 1dm bằng 10cm. Cho nên là chỗ này 2cm để đổi ra dm nó sẽ bằng 2/10dm. Và 2/10 sẽ là 2,2dm. Chỗ này ta điền 2,2. Tiếp theo. C 3m 7cm sẽ bằng phần nguyên là 3 rồi. Vì nó đổi xong đơn vị mét thì phần nguyên nó vẫn là 3. Với phần 7cm này thì ta thấy 1m bằng 100cm, cho nên 7cm đổi ra mét nó sẽ bằng 7/100. Mà 3, 7/100 chính là 3,7 này thuộc phần trăm. Là 3,07 mét. Như vậy chỗ này sẽ là 3,07. 3,07. Ý D. 23m 13cm sẽ bằng bao nhiêu mét? 23. Chỗ này đổi sang đơn vị mét thì nó sẽ là phần nguyên rồi. 13cm, 1m bằng 100cm, cho nên 13cm đổi ra mét nó sẽ bằng 13/100m. Và 23 13/100 sẽ là 23,13m. Vậy ta điền 23,13 vào đây. Đấy. Tiếp theo chúng ta làm bài tập số 2. Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân. Có đơn vị đo là mét. Ý A có đơn vị đo là mét. Đây là bài 2. Có đơn vị đo là mét. Ý A.
3m, 4 đề cm. Dưới dạng số thập phân, chúng ta phải đổi ra mét. Đổi ra đơn vị là mét, đúng không? Ta cũng làm như trên này. Tôi làm ra nhá. Các bước như này. 3m nhá. 4 đề cm thì sẽ bằng 3 4 phần 10 mét và bằng 3,4 m. Vậy chỗ này sẽ là 3,4 m. 2 m, 5 cm sẽ bằng, đổi ra mét thì chỗ này 2 là phần nguyên rồi, 5 cm. 5 cm, 1 m bằng 100 cm, cho nên là 5 cm đổi sang mét sẽ bằng 0,5 m. Đây, viết đây 0,5 đấy, hoặc là ta làm như trên này, đúng không? Phải bằng 5 phần 100, 5 cm sẽ bằng 5 phần 100 m. 5 phần 100 viết với đây nó sẽ là 0,5. Dê ý tiếp theo, 21 m, 36 cm sẽ bằng 21,6, 36 cm đổi ra mét thì bằng 6 phần 36 phần 100. Vậy 21 36 phần 100 thì sẽ bằng 21,36 mét. Ý B, có đơn vị là đề cm, vậy đổi sang đơn vị là đề cm. Ý B, 8 đề cm 7 cm sẽ bằng 8,7 đề cm. Vì 7 đề cm này sẽ bằng 7 phần 10 của 7 cm bằng 7 phần 10 của đề cm. Mà 8,7 phần 10 chính là 8,7. 4 đề cm 32 mm bằng bao nhiêu đề cm? 4 đề cm 32 mm sẽ bằng 4 32 phần, ở đây ta thấy đề cm nhé, đơn vị đề cm rồi cm rồi đến mm, đúng không? Từ đây đến mm, 1 đề cm bằng 100 mm, cho nên là 32 mm đổi sang đề cm nó sẽ bằng 32 phần 100 bằng 4,32 đề cm. 73 mm đổi sang đề cm. Ở đây không có đề cm đúng không? Như vậy nó sẽ là 0,73 đề cm. Vì 73 mm này sẽ bằng 73 phần 100 đề cm và bằng 0,73 đề cm đấy. Bài tập số 3. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm. Ta phải đổi cái đơn vị này ra km. Ta làm nhá. Chỗ này 5 km 302 m thì sẽ bằng 5 1 m. 1 km bằng 1000 m cho nên sẽ bằng 302 phần 1000 mét và sẽ bằng 5,302 mét. Vậy là điền 5,302 km. Đây là đơn vị km. B, 5 km 75 mét bằng bao nhiêu km? Ta đổi ra 5,75 phần từ mét sang km chính là phần 1000, vì 1 km bằng 1000 mét, phần 1000. Thế đây 75 phần 1000 thì sẽ là 5, vậy ở cái phần thập phân của nó sẽ 1 phần 1000 nó sẽ có 3 chữ số, đây 75 chỉ có 2 chữ số thôi, thêm một chữ không đằng trước, 0,75 km, 5,075. Tiếp theo,
302 mét sẽ bằng bao nhiêu km? Lại đổi ra bằng 302 phần 1000 km là bằng 302 phần 1000 thì phần tập phân của nó là 3 chữ số đúng không? Là 302 rồi đúng không? Phẩy đây sẽ là 0. 0,302. Kilometer.